Nằm trong chuỗi các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có nguồn vốn kịp thời, chủ động tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các doanh nghiệp này với quy mô 30.000 tỷ đồng cùng lãi suất hỗ trợ tới 2% năm. Theo đó, mức lãi suất cho vay ngắn hạn giảm xuống còn 4,5% một năm, ưu đãi vượt trội với mức lãi suất cho vay chung dài hạn giảm tối thiểu còn 6,5% một năm. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 6 tháng đối với cho vay ngắn hạn và tối đa 12 tháng đối với cho vay chung dài hạn. Thời gian triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.